Em xin chào các bác nha. Để đến với video của em kênh hàng Nhật Bãi. Hôm nay em giới thiệu đến các bác hai cái mẫu bình thủy 3 lít của Tiger và Yorushi. Hai mẫu này là hàng nội địa Nhật, sử dụng điện 100 và 110V, thì công suất là 700W mỗi bình. Mình xài đối nguồn thì tầm 1000W thì ok nha. Mẫu Yorushi 2016, mẫu Tiger VIP 2018. Mẫu này thì em chỉ xin giới thiệu là nó không có tốt hơi ra ngoài các bác, thì sử dụng cho gia đình bác nào mà không gian mà máy lạnh 24 trên 24 đó, đặc biệt có bơm tay nữa nè, đó rất là ok luôn, gọi là phân khúc VIP xịn sò. Thì hai bình đều là 3 lít hết nha các bác, bình 3 lít hết đó. Em cũng chưa có vệ sinh kỹ nữa các bác, hàng về thì em test ok em đưa lên cho các bác xem nè. 3 lít thì hai bình đều có mọi VE hết, là công nghệ tiết kiệm tiền của bình thủy. Thì em quay ngoại thất cho các bác xem nha. Rồi em đi vô nội thất. Nói chung là hàng bãi không cắn mớp, bể dở thì nó ok các bác. Thì giá nó chỉ vài trăm ngàn thôi. Đó, như cái bình này em bán 750 nè. Đó, tí với em báo giá hết nha. Thì mẫu này 2016. Đó. Ngoại thất xong rồi đúng không? Mình vô nội thất. Thì dạo lần này em cũng ít lên nồi cơm các bác, tại vì cũng như cái lô hàng em mua nó bị kẹt nên chưa có về. Thì bên kia báo cho em là tầm cuối tuần này thì hàng sẽ về đến em, thì hứa hẹn với các bác là hàng xịn hết, VIP đẹp hết. Thì dạo này em cũng đang thanh lý lại những cái mặt hàng mà tồn lại kiểu như là nó không được xuất sắc đó. Giá thì bao rẻ, bác nào mình có nhu cầu thì mua, liên hệ 0919407501. Các bác thấy gòn lòng nồi lành lặn đẹp hết nè nha. Em test ngon lành hết rồi. Thì tầm cuối tuần này thì cái lô nồi cơm VIP xịn của em sẽ về. Đó, để phục vụ các bác. Tại vì em cũng nói luôn một số bác nhiều người coi. Tại vì kênh của em là chiên VIP, chiên nồi cơm đúng không? Chiên nồi cơm. Một ngàn mấy trăm cái video của em là nồi cơm thì tầm chắc ngàn trên này. Thì một số bác nhắn tin inbox bảo em là sao không thấy về nồi cơm. Thì hôm nay tiện thể thì em cũng chia sẻ với các bác như thế. Tại vì em chốt cái này cũng không có nhiều hàng các bác, tại vì kiểu như em cũng không có mua thí mua đại. Em mua cái đẹp, cái tốt, cái xịn em mới bán thôi, chứ giờ mua mà cái tào lao bán mắc mối hết. Đó, ngon nè, lòng nè các bác. Nói chung mua bán á, thì nhờ gọi là cái tình thương của các bác ủng hộ dài lâu, chứ kiểu như mà mua bán người rồi mua người bán người này người kia không gặp lại nữa thì sao được. Người ta mua, ta đặt cái tin tưởng vào mình đó, mình trao đi cho người ta gọi là cái chất lượng thì nó thuận lợi đôi đường. Rồi thì hai mẫu em đã test ok, gon đẹp lòng ngẹp hết. Bây giờ đổ nước vào test, có sẽ có dây nguồn các bác nha. Thì nói chung là em thay cái nói nhé, câu tiền nào của nấy, thì em bán buôn thì nó cũng chuẩn cái giá thôi. Các bác thấy phù hợp thì mua giùm cho em. Thì nhiều khi các bác thấy phù hợp rồi các bác có muốn trả nữa, ví dụ muốn rẻ rồi cũng rẻ nữa thì không có. Thì nếu mà rẻ quá thì các bác xài cũng không được, mà mắc quá thì các bác cũng không mua. Cho nên là em bán cũng phải vừa vừa mức đó, để các bác có thể là mình mua được, mình xài được. Đôi khi mà mắc quá thì người ta cũng không mua, mà rẻ quá thì người ta mua sợ người ta xài cũng không được, đúng không? Bây giờ em cắm điện đổ nước vào nha. Rồi các bác em ra đổ nước vào nè, đó đổ nước vào nè, mình đóng nắp lại cho em nha. Thì bên đây đã 35 nè các bác, mình chỉnh đi. Chín tám phần trăm sẽ sôi, đang nháy nháy đang sáng đèn gọi là nó đang hoạt động. Bên đây cũng 35 nè các bác, chỉnh cho em nha. 80 98 đó. Thì em sẽ báo giá cho các bác sau cái video test này. Thì mình mua hàng mình liên hệ là 0919 407 501. Thật sự các bác, nhiều khi em bán nồi cơm là chính nhưng mà nhiều khi nó cũng nhàm chán. Thì bây giờ em cũng phục vụ các bác thêm một số mặt hàng để cho nó phong phú. Nhiều khi có một số bác tâm sự với em này như thế này, ví như là mua được một cái chỗ nó uy tín, nó chất lượng, thì người ta đặt niềm tin vào, người ta mua cái mẫu tiếp theo, những mặt hàng tiếp theo. Nhưng mà đôi khi cái chỗ đó không có bán những cái vật dụng người ta muốn mua, cho nên là một số bác kêu em nhập bán cái này đi, kêu em nhập bán cái kia đi,
Nhưng mà thật sự là kiểu như là làm cũng không xảy các bác. Thì các bác biết rồi, những mặt hàng này đâu phải muốn bán là bán. Phải là biết rõ. Rõ là rõ thế nào, cái nào tốt mới bán được, chứ không phải mà bán đại bán càng được các bác. Bây giờ muốn làm thì được rồi đó, nhưng mà có chất lượng không, đưa đến tay khách hàng có đảm bảo không, để cho người ta có thể tin dùng. Mua bán cái này nó khó lắm bác, 10 lần 9 lần người ta hài lòng, một lần mà có sơ suất là người ta quay lưng lại với mình. Nó ngộ vậy đó các bác. Nói chung là hàng cũ thì đôi khi là cũng đâu có phải là mình gọi là hàng hên xui đó. Cho nên á là mình mua hàng mình tìm được một nơi chất lượng uy tín đó, để mình mua lâu dài hoặc mình giới thiệu cho bạn bè. Chứ những cái mặt hàng này đâu có ai biết các bác, có những người Sài Gòn người ta mới biết. Đôi khi em tâm sự các bác như vậy nha, chứ nhắn tin là em không có nói nhiều, cái này là em nói thiệt. Có những bác mua hàng bình luận với em đi, bình luận dưới bài viết đây em đâu có nói nhiều. Thì mua được thì em cảm ơn, còn mua không được thì hẹn những clip sau. Có một số bác người ta không có mua hàng liền các bác, người ta kết bạn, người ta theo dõi mình rồi người ta mới từ từ người ta mua, người ta cũng không có mua liền. Thì những bác kiểu như là hay coi xem kênh của em, biết tính của em đầu xu đua lợt, mua mau bán lẹ đó, em cũng hay nói một câu đó là mở hàng đó, cái mở hàng là cái quan trọng lắm đó. Thì nếu bác nào mà không có thích nghe em nói như vậy thì mình cứ tua, mình tua cho em nha đó. Còn mà nhiều khi mình phải nghe để mình biết người đó bán như thế nào, rồi mình đặt cái niềm tin vào mình mua. Còn thời buổi bây giờ thật xanh thì ít, lý thông thì nhiều. Mình mua hàng cũ thì mình biết hàng đã qua sử dụng, cái giá tiền mình bỏ ra không có bằng cái tiền lúc đầu, lúc xuất xưởng. Thì mình phải chấp nhận như thế này, hàng phải có là trầy xước về cái ngoại thất đó, còn cái chất lượng, cái nguyên zin là cái đáng để các bác mua, chứ không phải các bác soi vào bề ngoài. Nếu các bác soi cái vẻ ngoài thì các bác ra siêu thị các bác mua. Đôi khi những mặt hàng siêu thị nó chỉ đắt hơn những mặt hàng cũ tầm ít thôi các bác. Thì nếu mà cho siêu thị thì bình này mà điện 220 thì nó tầm 3 triệu ngoài thôi các bác, nhưng mà cái bình này bán 750 rồi nè đó. Bình này thì chắc bán cỡ 6 triệu ngoài gì đó, thì tại siêu thị Việt Nam, siêu thị Aeon của Nhật có bán. Nhưng mà người ta tìm đến những mặt hàng như thế này là tìm cái gì, tìm cái chất lượng đó, chứ không phải là người ta tìm cái đẹp. Một số bác hỏi em á, em cũng nghe thấy buồn cười, nhưng mà khách hàng hỏi thì mình trả lời, mình lựa cái từ nào nó hợp lý để mình trả lời cho khách hiểu. Một số bác hỏi là có trầy xước không, bên ngoài có trầy xước không? Dạ em xin thưa, hàng cũ mà sao không trầy xước? Nếu người ta nói không trầy xước thì người ta nói dốc để người ta lấy tiền trong túi các bác ra đó. Thôi bây giờ video cũng dài, chờ một tí đi, 80 rồi nè các bác đó, bắt đầu lên khói nè. Sau rồi em sẽ trở lại nha, chứ để nói nhiều nó mất thời gian. Thì bác nào mà không thích nghe cứ tua qua cho em, nó cứ xả ra cho em, chứ kiểu như là nhiều khi mình phải nói để một số bác người ta chưa có phải là khách của mình, để người ta hiểu về mình và người ta đặt cái niềm tin để người ta nhận lại cái chất lượng từ mình. Rồi đây các bác ơi, tạm dừng cái chương trình mà tâm sự mỏng ha. Giờ nó là 95 mà nè các bác. Thì bơm nước ra nó cũng dễ lắm các bác. Đó, khó là ngọt, thì em bắt cái quạt á, nó sẽ cho ở đây. Còn cái đây thì nó nhảy ra mức quay mức lại vậy nè. À, cũng khó lên cùng ngục là các bác thấy khó lên, mình nó không có lên đây các bác thấy không, không có lên nha. Mình đầu thuộc không phúc VIP xịn sò của hãng, thì thiệt ra là người ta mua các bác, mà ta cũng những người biết mua hàng nha, là ta nhìn vào cái gọi là cái giá trị. Cái giá trị đây là gì, cái giá trị xài, chứ không phải là người ta mua mà để người ta cho vui. Không có, không có mua nào cho vui hết, các bác mua là xài được đó, ta biết xài người ta mới mua. Nó lên khói này các bác thấy không, em bắt cái quạt thì nó bay ngược lên đây nè, nó bay ngược đó, em bắt cái quạt ở đó đó đó, cho nên là nó bay ngược lên đây nè. Rồi sau này các bác thấy không, không có ai mà đương không bỏ ra tiền mà mua cho vui với dân các bác. Bấm nút này cho em một cái, bấm thêm một cái, có thấy nước nó chảy ra chưa?
bơm ga thì nó có hai chế độ bơm, chế độ này chế độ bơm bơm yếu nè, đó thoát nước nó thấy ra nhỏ giọt không, chế độ bên đây là chế độ bơm mạnh nè, đó ngon lành cành đào nha. Thì em bán 750, mua hàng các bác vui lòng đó. Bây giờ là nó sôi xong rồi, nó nhảy qua giữ ấm rồi đó, mình muốn sôi thì bấm lại cho nó sôi. Các bác mua hàng các bác vui lòng cọc cho em 200.000 đồng, các bác trả tiền ship, các bác chuyển khoản đủ 750.000 đồng, em bao ship kèm bảo hành 3 tháng, nhận hàng các bác được kiểm tra thoải mái chứ mà mua cục. Lưu ý điện 100 và 110V, mình cắm nhầm điện thì em không bao, không bảo hành. Để cắm nhầm điện các bác, cắm nhầm điện thì các bác hỗ trợ tiền sửa cho em. Thì qua bình bên đây nó đã 98 rồi các bác, đó nó đã 98 rồi nè, là 100 sâu thì đó các bác, đó các bác có thấy sâu một chưa. Nhưng mà ở đây nè không thấy cái hơi hám gì ra hết, bơm thì bấm vào đây cho em, bấm vào đây cho em, xong mình nhấn cái nút lên đây nước chảy ra đó, các bác thấy nó xịn sò không. Rồi bơm tay cho em, nhấn ở đây đè xuống đó, rất là ok. Cái bình này em bán với giá là 1,1 triệu, 1,1 triệu cho các bác. Này này các bác, nó sôi xong rồi nó ngưng sôi, nó giữ nóng, mình muốn sôi bấm để cho nó sôi. 1,1 triệu em bảo hành cho mình là 3 tháng xài, không bảo hành khi các bác cắm nhầm điện. Và đặc biệt nhận hàng các bác được kiểm tra trước mặt bưu cục. Thì có một số bác mua hàng á, sợ mua hàng này gửi hàng kia, dạ không có, những mặt hàng nội địa Nhật như thế này mỗi mẫu thì chỉ có một cái thôi. Thật sự là em cũng muốn là em nhập được nguyên một lô, đăng một cái video mà bán được mấy chục cái luôn các bác, nhưng mà nó không có. Rồi thì bây giờ giá cả em có nói 750, 1,1 triệu, mua thì cọc mỗi sản phẩm 200.000, cọc là các bác trả tiền ship, chuyển khoản đủ bên em bao ship. Kết thúc video các bác xem video, đăng ký kênh, nhấn nút like ủng hộ em chân thành cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.